cái vựa mình này ở đâu vậy anh? Hả? Cái vựa này ở đâu vậy? Đâu? Vựa mình này ở đâu? Vựa này á. Ừ. 80/83 phường số 3 phường 9 quận Gò Vấp. Ừ, rồi. Khu đường Gò Vấp luôn hả? Ờ. Ồ, cái đây anh sống đường này. Vô vừa là bán sao? Ôi. Chứ vừa bán sao? Này nó tỷ lên xuống anh ạ. Hả? Tỷ lên xuống hả? Dạ. Cái này nó đâu có nằm chắc giá chứ. Khi lên 500 mấy cũng có nữa. Quá ri ri cái món này. Ba rồi, ok. Xin chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở trên đường phía trước. Đây là quốc lộ 1K. Lộ 1K đây là địa phận của giáp danh giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay chúng ta đang ở là hải sản Lý Ngư 270. Chợ hải sản Lý Ngư 270 các bạn, hôm nay quay cho các bạn xem là cái chợ hải sản này có những cái gì nha. Đây là cá tầm nè các bạn ơi. Tầm tôi hỏi giá bao nhiêu ta? Ở đây có rất nhiều là hải sản các bạn. Thứ cái này là tôm càng xanh này. Wow. Con đó là con gì này? Cô đinh nha các bạn. Cô đinh làm được nhiều món lắm. Hấp chuối. Nhưng mà có những người là sợ ăn cô đinh là xui các bạn. Wow. Trời. Con này chà bá vậy. Biết bây giờ hỏi bao nhiêu ký ra rồi hỏi ở đây là con gì má ơi đó à, cái gì lạ vậy ta. Đây là tôi thấy là có cua cá này bạn. Ô con. Quá dữ luôn, quá dữ luôn. Bự quá. Ôi ở đây có khổng lồ luôn này. Cá khổng lồ luôn. Để kêu anh kia ra hỏi giá coi cho các bạn xem nha. Quá dữ luôn. Quá mạnh luôn. Bỏ xuống rồi mà mình phải vớt lấy con này chết lên đây hả? Xong chưa anh? Cho nên anh Trâm hỏi giá mấy con này á. Con này bao nhiêu ký vậy? À chị khách hàng hả? Ok. Hả? 1.1 triệu hả? Con này tầm mấy ký vậy á? Có đầy đủ rồi các bạn. Tôm hùm Alaska. Ok. Oh. Sò dương này bạn. Sò dương dương cái gì? 359 hả? Oh. Bắt lên con em coi thử nó to cỡ nào hả? Con này tầm mấy ký? Một ký rưỡi nữa lên. Nhưng mà này, cái này giá chung là 1.1 triệu hết hả? Gãy càng hả? Ở đây có mấy cá to lắm, cho hỏi cho mấy mình cái con cá thiệt to bên này nè. Con tôm hùm ni này nhiêu ký? 950 hả? Còn tôm hùm bông này, nó tôm hùm bông không? Dạ đúng rồi, 750. 7 50. Phía dưới là size nó to hơn hả sao ạ? Không có bằng nhau
7. Con này khoảng bao nhiêu? Con chưa được ký đâu hả? Chưa được ký đâu, 57. À. Còn con này, con này dưới to con này. Con này có bằng nhau. Ồ, do nó thấy đó là cá hả? Cá này là cá gì? Cá bóp bao nhiêu một ký? 59 hả? Ở đây cũng là cá tôm hùm bông rồi hay sao? Tôm hùm baby hả? Nhiêu ký? Dạ, 40. Ủa, nó mắc hơn kia hả? À, rẻ hơn. Còn con cá gì, cá này quá to vậy? Hả? Con này khoảng bao nhiêu ký? Vừa mấy ký á. Như này cái máy á. Như là thường thường người ta ăn là ăn nguyên con hả? Con sẽ bắt thần lắm mà. Hả? Kìa, mới xẻ xác một con kìa. Giờ ăn rồi, cắt ra liền, ăn ký 2 ký, bán luôn. Ủa vậy hả? Bán lẻ hả? Dạ. Như bán sao bao nhiêu ký? 58 anh. 58 một ký? Dạ. Thường thường cái này là làm được món gì? Nướng nó riêu được, là nướng măng. À, vậy hả? Để mới xẻ một con bự mà, xẻ một con bánh sắt, xẻ một con 12 ký. À. Còn con này là con gì đấy? Này gì vậy? Học giác hả? Cá bô á. Rồi coi đây. Cắn không? Lấy coi. Ở đây cái ốc giờ vô em ta. Con này ngon không? Nó nấu được. Cái dài mà chắc gừng cái là xào đậu muống. À. Ok. Có cái con ốc này mà có cái dồi thiệt dài không? Hả? À, không có hả? Con này còn ốc giác cỡ bự phải không? À. Cái con cá này đây là giống cá mập vậy? Cá dầu anh ơi. Cá bay dầu hả? Con này cũng làm theo kiểu làm phần vậy hả? Chứ làm thịt hay làm phần hả? Cũng nhiêu một ký? 650 rồi là mắc không con kia. Mà có con này quá dài này là con gì đây? Chình. Ồ, cái chình bự quá hả? Chình này là chình là nó là chình biển hay là chình sông ta? Chình suối mà. Chình biển nó dở. Chình suối mà to như vậy hả? Dạ. Này nuôi hả? Này hàng nuôi ngoài giờ không có hàng tự nhiên anh mua. Ồ, có cái chình mà to dữ vậy đó. Bán sao vậy? Bảy trăm rưỡi một ký vậy này. Nhưng mà cái con mấy con này là người ta làm nguyên con chứ đâu làm phần hả? Này là làm nguyên con à? Này thì có khách á, ổng cũng đậu ăn cái bự á, phải lấy nguyên con này đâu. Ổng ăn thêm một con đó, 50 ký không nha. À, là do ông khách đó mà lấy hàng này. Dạ. Người ta nghe đó. Lâu ông cơm làm điện thoại này nọ. Dạ. Nhâm nhộng đó. Ok, đó quay với giới thiệu quán này cho bạn. Tôi có cái kênh YouTube chuyên về review ẩm thực và hải sản. Tôi giới thiệu quán này. Dạ, ok. Ok được rồi. Còn tôm bên này là tôm bao nhiêu một ký hả? Tôm càng này. Càng là 609 hả? 609 hả? Cái này là con 33 không ta? 33 bán sao? 33 bốn ký á. Có nhiều người họ sợ ăn 33 nó bị xui á. Cô Đinh á, đùa ai dám ăn đâu. Đùa hay chữa chất. Hả? À. Đôi khi lẫn lộn không? Đây có con cá này, cá chép phải không ta? Con cá trắng này là cá gì vậy? Cá lăng vàng. Ồ, có cái lăng vàng nữa hả? Ok các bạn ơi, này cái quán Lý Ngư. Chợ hải sản Lý Ngư là nằm ở trên quốc lộ 1K. Giáp giữa Thủ Đức với lại Bình Dương các bạn. Quán này rất là lớn. Thì các bạn nào ưa thích hải sản thì có thể ghé vào đây để thưởng thức hải sản Lý Ngư 270. Ok. Và mình xin dừng video ở đây để mình nói chung là mình đang tiếp khách ở trong đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái thông tin hữu ích thì cho mình một like, subscribe kênh nha. Thì cái quán này nó nằm ở trên đường quốc lộ 1K đối diện với một cái bệnh viện mới là dê núi Linh Bình. Thì chúng ta đi về đây là chúng ta đi về Linh Xuân, còn đi về ngược lại là chúng ta đi về Đông Hòa, đi Biên Hòa, thành phố Biên Hòa các bạn. Ok, xin tạm biệt các bạn. Từ từ gọi đó.
hay quá. Đẹp. Ủa con này mà người ta ăn sống là ăn chứ sao ta? Nó đu vậy sao nuốt được? Bạch tuộc giống mẹ. Có mẹ lại quán. Con này chết rồi. Cái kèm này có hoa chuối. Tôi muốn như này là cái này gì?